Những ngày đầu tháng 3 năm 2013, trang văn hóa văn nghệ của hầu hết các báo trên khắp cả nước đều đăng tin, bài, bày tỏ niềm thương kính và sự hững hụt trước cái chết của báu vật nhân văn sống, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân hát sẩm Hà Thị Cầu. Có lẽ, chỉ đến khi nghệ nhân Hà Thị Cầu vĩnh viễn ra đi, người ta mới thấy hết giá trị có 102 trong đời sống âm nhạc cổ truyền của bà lão tuổi ngoại 80 ở một cái làng quê heo hút thuộc tỉnh Ninh Bình. Cả cuộc đời bà gắn bó với sẩm. Hay nói khác đi, cuộc đời bà chính là một định nghĩa sống động về sẩm. Nay góc phố, mai quán chợ, rồi bến xe, bến tàu. Kiếp nghệ sĩ rong ruổi, lấy tiếng đàn, tiếng hát làm kế sinh nhai, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải gánh trên vai cả một vốn liếng âm nhạc vô cùng đặc sắc mà cha ông đã chắt chiu từ bao đời để truyền lại. Nay thì báu vật nhân văn sống ấy, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân hát sẩm Hà Thị Cầu chỉ còn là người trong cõi nhớ. Ơi, muốn nghe lại đây anh kể cái bài ngược đời mà nghe. Nghệ nhân Hà Thị Cầu, tên thật là Hà Thị Năm, sinh năm 1928 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trong một gia đình ba đời hành nghề hát sẩm. 8 tuổi, bà đã bê chiếc thau đồng theo cha mẹ đi khắp các chợ quê hát sẩm kiếm sống. Năm 16 tuổi, bà về làm vợ ông trùm sẩm Nguyễn Văn Mậu, khi đó là trưởng 6 gánh hát ở Ninh Bình, cùng chồng rong ruổi đi hát khắp các nơi. Và chỉ khi bước vào tuổi 80, bà mới kết thúc công việc hát rong của mình. Nghệ nhân Hà Thị Cầu vốn không biết chữ, nhưng lại thuộc rất nhiều câu nói dân gian và đặc biệt rất hóm hình. Bà cũng là người lưu giữ nhiều làn điệu cổ của nghề và có thể đặt lời mới mang hơi thở thời đại cho nhiều làn điệu sẩm truyền thống. Trong nghệ thuật hát sẩm, bà được đánh giá như một pho sử sống, một nghệ nhân với cách hát, cách chơi đàn vô cùng độc đáo, gần như có 102. Ai đã từng nghe bà hát chắc chắn sẽ không bao giờ quên được một Hà Thị Cầu với bài sẩm Thập Ân. Mẹ mới có thai, kể từ một em con ơi thì mẹ mới có thai. Em không nhẹ khi để nào ai biết gì, nơi thì trong lòng con ơi mẹ chịu sầu bi. Trời mà cay đắng, dạ mẹ thôi heo bữa cơm ăn, không biết miếng ngoan ơi con ơi lòng mẹ chua xót. Về con đêm ngoài sang đến hai dân công cha mà mãi mẹ biết bao tay. Hai mấy ân nghĩa mẹ biết bao tay. Mẹ mang con 9 tháng để có thai, mẹ nặng nề thương con, mẹ đi sớm về chửi con ơi của ngon vật lạ. Chả hề mẹ ước ao mang mấy mẹ cùng con khó nhọc đã ôm nhau. Mang mấy mẹ còn có khó nhọc ôm ra ơi con ơi nặng nề mẹ chịu quản bao công trình. Sang đến ba ân vừa tới tháng sinh, khác gì vượt mẹ một mình ai ôm. Kể từ con ơi thập nguyệt thái dương, phải nói là nếu không có một cái cuộc đời ba chìm bảy nổi như bà thì bà không hát Thập Ân sâu và xúc động thế. Nó đòi hỏi cái kinh nghiệm và cái cảm xúc cụ thể của người trình diễn, thì cái đó là người khác bây giờ không có được. Bao nhiêu học trò bà, cả học trò tôi đến học cũng sẽ không có được cái đó. Và cũng phải sống ở trong cái xã hội là đen bạc như thế, thì khi mà bài hát cái bài Sẩm Hối Tình, nội dung là cá thì vàng, con cá thì vàng, anh Tết thế đen, bỏ cái tấm thân ngọc vàng để lấy chú tây đen. Thế thì tức là một cái nghịch lý của cái thời kỳ trước. Và như thế thì người ta thấy cái tính chất châm biếm ở trong cái bài đó nó nổi lên với cái chủ đề ấy. Chứ còn về sau này thì lại đổi những lời mới này khác thì nó không ngăn nhập gì cả. Thì cái thứ hai, chúng ta đánh mất là cái cảm xúc của người nghệ sĩ khi trình bày cái đó. Cái thứ ba là một cái tài năng mà bây giờ có lẽ cũng không có, là tiết kiệm, tạm gọi là tiết kiệm nháy các phương tiện đến tối đa. Tức là mình cũng đánh hai trống, lại kéo nhị, rồi thì lại là hát nữa. Thế thì vậy thì nếu thế là 5 trong 1 hay 4 trong 1, không có một cái dàn nhạc nào nó như thế cả, mà lại rất hiệu quả. Bởi vì cái người nghệ sĩ ấy nó đem cái cảm xúc vào bài hát ấy, thì lúc nào đánh trống, lúc nào đánh cảnh, người khác không có được. Và dàn nhạc thì càng không có. Thì đấy là những cái mà sẽ không có ai theo được cụ cả. Nói như thế không phải là tôi sùng bái cá nhân, nhưng mà mỗi con người có cái đóng góp riêng cho xã hội, và có những cái đóng góp không nhắc lại được. Thì phải nói rằng tiếc lắm. Với người dân ở Yên Mô, Ninh Bình, sẩm bà Cầu từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong những phiên chợ. Nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng vậy, ngay cả khi tuổi đã cao, sức đã yếu, bà vẫn không thể không đàn, không hát, như để trả nợ nhân gian, như để trút hết tâm can của mình vào câu hát. Nghệ thuật sẩm qua tiếng đàn, giọng hát của bà càng ngày càng trở nên nổi tiếng, được các nhà nhạc học trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Nhưng điều nghịch lý là trong một thời gian khá dài, nó ngày một bị thu hẹp lại, ít người theo học, cho dẫu bà luôn sẵn lòng truyền dạy. Ai ta có cố tình mà ta muốn học thì là mình chịu khó vậy. Thôi thì còn sống ngày nào, năm nào, tháng nào đấy thì người ta đến ta học thì mình dạy người ta. Xã tôi thì này cũng mới được có vài cô mà người ta đã nhắc đi lên tỉnh nhá. Về thì nó gọi bà Cầu ơi, vợ ơi, cháu đâu về? Ô kìa, bà dạy cháu thôi. Bồi dạy mà giờ chúng mày nó khác. Vậy có cô thì cũng cho 30-40 để bà bồi dưỡng cái rượu. Nó chỉ nói rượu, nó không nói bánh. Tôi cho cái tính hay rượu. Còn bắt đầu từ năm 2011, ý thức được giá trị của nghệ thuật hát sẩm nói chung và nghệ nhân Hà Thị Cầu nói riêng, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã quyết định tiến hành dự án khôi phục, gìn giữ và quảng bá nghệ thuật hát sẩm. Trong dự án ấy, nghệ nhân Hà Thị Cầu giữ vai trò là hạt nhân truyền dạy. Tiếp xúc cùng bà là nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch và nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan, hai người nghệ sĩ vốn cũng rất nặng lòng với sẩm. Nay thì nghệ nhân Hà Thị Cầu đã ra đi, công cuộc truyền dạy, khôi phục nghệ thuật hát sẩm mới đang ở giai đoạn ban đầu, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, di sản tinh thần của cha ông là thứ vốn quý và dứt khoát không thể để mai một. Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã làm xong công việc của mình, trách nhiệm còn lại sẽ do những thế hệ sẩm sau bà gánh vác. Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã cùng với nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch và Thanh Ngoan đã khôi phục, gìn giữ với nhà hát chèo Ninh Bình những cái làn điệu sẩm cơ bản. Và trong năm 2012, theo dự định thì là sẽ ở trong giai đoạn 2 là phát huy phát triển nghệ thuật hát sẩm đến toàn tỉnh và đến với đông đảo người dân ở trong Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Nhưng mà năm 2012 thì chưa làm được cái dự án này bởi một cái lẽ, tức là thứ nhất là sức của cụ yếu, rồi là còn nhiều những công việc bề bộn mà chưa thu xếp được. Thế và tôi cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới thì tiếp tục cái công việc của cụ mà cụ chưa làm trọn được, mà cụ gửi gắm lại thế hệ sau, không phải riêng tôi mà với tất cả những người yêu sẩm, đặc biệt là với người dân Ninh Bình, thì vẫn có những cái gương mặt mà sau thế hệ của nghệ nhân Hà Thị Cầu thì có những gương mặt tôi cũng đã nhìn thấy những cái hạt nhân mà có thể gìn giữ được Xẩm. Bên cạnh đó thì chúng ta phải nói thẳng rằng là Xẩm không riêng gì của ai mà của nhân loại, và là trong vốn cổ truyền của nghệ thuật nước nhà. Một cái sự ra đi của cụ là một cái sự mất mát. Thực ra thì với những nghệ nhân, mỗi một nghệ nhân ra đi là mang theo cả một kho tàng, mang theo tất cả những cái mà những người khác không thể làm được. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta dừng lại ở đây, bởi vì quan điểm của tôi rằng là một cái thế hệ đi sau nắm bắt được, ngoài cái sự truyền dạy của nghệ nhân Hà Thị Cầu, bên cạnh đó thì còn có những cái sưu tầm của các nghệ nhân khác nữa. Và chúng tôi chỉ có nói một điều rằng không thể ai cũng làm tất được cả, nhưng mà chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong những cái việc, tức là những cái văn bản nào, những bài bản nào của cụ đã truyền dạy, và thu lượm nữa thêm trong viện nghiên cứu và trong cái kho tàng của chúng ta có những cái gì là quý báu của nghệ thuật hát Xẩm nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung, để chúng tôi tiếp bước cái ngọn cờ mà cụ mong muốn rằng là nghệ thuật hát Xẩm sẽ sống mãi. Kiếp nghệ sĩ cũng như kiếp quan tầm nhà tơ, tiếng đàn tiếng hát vốn được ca ngợi rằng có 102 của nghệ sĩ ưu tú nghệ nhân Hà Thị Cầu, chính là tiếng tơ lòng mà bà đã trải ra với nhân gian. Hoàn toàn xứng đáng để chúng ta căn cứ vào đó mà tôn vinh bà là một báu vật nhân văn sống. Nay thì báu vật nhân văn sống ấy đã về cõi vĩnh hằng, chỉ còn lại dư ảnh, chỉ còn lại nỗi nhớ về bà trong tấm lòng người tha thiết với âm nhạc cổ truyền Việt Nam.